Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương đã ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Chiều ngày 28 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đi kiểm tra các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều. Ngay trong sáng ngày 28 tháng 1, thị xã Đông Triều đã đưa 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã vào hoạt động. Kiểm tra tại chốt cầu Vàng Chua và chốt cầu Triều, đồng chí Nguyễn Văn Hồi ghi nhận các chốt đã thực hiện nghiêm túc. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an, quân đội, y tế cùng các lực lượng tăng cường khác đều bố trí nhân lực ứng trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ, tạm dừng tất cả các trường hợp người và phương tiện không phải là người dân địa phương vào thị xã. Đồng chí yêu cầu cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không nên ra khỏi địa bàn, thực hiện cách ly tại gia đình, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại theo hướng dẫn để phòng chống dịch. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh Quảng Ninh để phòng chống dịch. Thị xã cũng cần quan tâm dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm đảm bảo trong thời gian 30 ngày. Vận động nhân dân không hoang mang, tăng cường mua sắm theo hình thức trực tuyến.